Hi, xin chào mọi người. Mình mới mua một cái máy mới. Cái máy này á, là mình mua ở trên Amazon á. Thì cái hiệu của nó là Chef Que nha mọi người nha. Thì nó sẽ tự nó nấu sôi luôn, nó tự nấu sôi trong này luôn. Thì nó tự xay rồi nấu sôi lên, rồi sau đó nó sẽ thả sữa ra, rồi nó tự nó rửa cho mình luôn. Có nghĩa là mình chỉ có đổ nước cho thôi đó. Đó thì nó làm hết toàn bộ từ A đến Z, là khoảng chừng mất khoảng tầm 15 cho tới 20 phút đó mọi người. Thì đó, mà mỗi một lần nấu nó chỉ đủ có một người uống thôi à. Mỗi lúc lần nấu là chỉ đủ một người uống thôi. Anh nhỏ này đang cần uống đây, cho nên nó là hôm nay mình không có đậu phộng, và mình cũng không có cái hộp Omen ở trong nhà, với lại cũng không có đậu phộng hay là hộp sữa đậu nành, cho nên mình nấu hộp mè nha mọi người nha. Mình nấu hộp mè mè trắng á, thì mình cho có một tí à, thì cho có nó như đây thôi à, đó, nó như đây thôi, đó mình cho như đó thôi, là có nghĩa là 1/4 của cái thóc trong cái 1/4 của cái thóc ở trong cái hộp của nó gửi tới luôn á. Bây giờ nó đã ngâm, nó tự động nó làm xong cái chế độ ngâm, nó ngâm xong rồi bắt đầu cái là nó sẽ sụt, nó ngâm lên đó xong rồi bây giờ là nó tự nó xay nè, nó ngâm khoảng chừng 1 phút gì đó, xong bắt đầu cái là nó xay lên. Mà mọi người thấy nó xay đi xay lại xay tới xay lui, nó xay rất là nhuyễn. Nhưng mà theo như mình nghĩ, mà nếu như mà những cái hạt nó nói là không cần phải ngâm, nhưng mà theo như mình nghĩ, tự do mình đây là lần đầu tiên, mẻ đầu tiên mình làm là mè đen, cho nên mình không ngâm, mè trắng chứ thôi mình không ngâm. Nhưng mà theo như mình nghĩ, tốt nhất á, là mọi người cũng nên ngâm cái hộp đậu nành đi, vì cái hộp đậu nành nó rất là cứng, hộp đậu phộng nó không sao, nhưng hộp đậu nành nó rất là cứng, để cho bảo đảm cái máy của mình nó không nó giữ được lâu, nó không cho cái máy kém nó giữ được lâu á, cho nên nó là như mình nghĩ là tốt nhất là mọi người nên ngâm cái hộp đậu nành đi, vì cái hộp đậu nành nó cứng dữ lắm, làm thì nó sẽ chém máy của mình dễ mòn. Nếu như mà muốn đổ trực tiếp khô luôn á, thì cứ đổ trực tiếp khô. Thì đó là cái máy này nó cho mình đổ trực tiếp khô ra luôn. Bây giờ nó đang xuống rồi đây mọi người ơi, xuống sữa đây. Đây, đúng rồi, đổ sữa xuống rồi đây. Đây, nó mới đổ sữa xuống đó. Milk. Đây, nó đổ sữa xuống xong rồi. Cái đây là sữa, này là sữa mè nha mọi người nha. Sữa mè trắng xong rồi đó. Bây giờ mình phải lấy cái khắp này ra. Rồi sau đó nó sẽ tự động nó. Cái chế độ của nó là nó tự rửa luôn. Bây giờ mình lấy khắp sữa này ra. Đó, là xong rồi đây. Là nó sẽ để cái chế độ là off xong. Zero. Mình nấu mè nhưng mà mình để cái chế độ off. Đó, rồi lát nữa nó sẽ tự động nó rửa nha mọi người nha. Giờ mình lấy cái sữa này ra, mình đổ ra nè. Rồi xong, nó sẽ tự nó clean nè, nó sẽ clean là 7 phút nha mọi người nha. Rồi lát đó, đây nó clean 7 phút nè, nó rửa 7 phút. Nó sẽ tự động nó rửa nè, đó mọi người thấy không? Sau khi mình nó rửa sạch sẽ xong rồi á, là nó sẽ đổ nước lên nó rửa sạch sẽ cho mình trong vòng 7 phút. Đó, sau khi nó rửa xong rồi á, thì nó sẽ đổ vô trong cái chamber này nè đó. Nó đổ vô trong cái này thì mình lấy cái khắp này ra, mình đổ bỏ thôi đó. Cái xác rồi này kia là nó bỏ xuống, nó đổ ra như vậy đó mọi người. Thì cái máy này á, là khi mà mình mua về, mình lấy đồ ra xong mình gắm nước, mình đổ nước vô trong cái bình này nè. Đó, cái bình nước ở phía sau lưng nè mọi người. Đợi mẹ chút, đợi chút. Đó, mình đổ nước vô trong này. Mình mở cái nắp này ra nè, đó cái nắp này nè, mở nắp này ra nè. Rồi mình đổ nước vô trong này là đó mọi người. Xong bắt đầu mở đổ nước vô vậy đó. Sau đó là mình sẽ bấm cái nút này xuống. Mình bấm cái nút này xuống. Sau đó là mình sẽ bấm cái nút on off này lên, rồi mình chọn từng cái chế độ vậy đó mọi người nha. Sau đó là mình sẽ nó tự động, mình lấy sữa ra xong mình lấy ra là nó sẽ tự động nó rửa xong nó đổ xuống đây, rồi mình sẽ lấy cái này mình đổ bỏ ra. Nó sẽ rửa sau còn 6 phút nữa. Bye bye mọi người nha. Cái này là mình bye bye rồi lấy sữa uống nha. Lấy sữa uống thử coi ngon không nha. Cho cái khắp này nha.
mày đổ cho anh nặng lắm. Hơi nóng đó, có một bình sữa nóng, uống cái mày coi thử coi, nó hơi nóng đó, phải để nguội thổi thổi xíu mới uống nha. Đó, đây là sữa mè trắng nha mọi người nha, tụi bay uống sữa mè trắng nè, bye bye con, bye bye, bye, bye.